Quý vị có thể thấy rõ màu. Màu này là màu của axit và màu này là màu của nước kiềm. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh chuyên gia nước Enterba. Và để biết thêm nhiều công dụng về nước ion kiềm thì xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi thí nghiệm sau đây để có cái nhìn khách quan hơn nhé. Cụ thể, nước ion kiềm mạnh với pH từ 10.0 đến 11.5 có khả năng làm giảm đáng kể lượng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học và chất bảo quản còn tồn dư trên bề mặt của thực phẩm. Các loại thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật thì thường chứa gốc dầu để có thể bám trên bề mặt rau củ quả lâu hơn, tránh bị trôi mỗi khi trời mưa. Nước thông thường thì không thể hòa tan được gốc dầu vậy, nên không thể loại bỏ đi lượng thuốc trừ sâu tồn đọng trên bề mặt rau củ. Tuy nhiên thì với nước ion kiềm có độ pH cao và cấu tạo phân tử siêu nhỏ có thể làm tan và rửa trôi đi gốc dầu, làm giảm đáng kể dư lượng thuốc trừ sâu. Ngoài ra thì nước ion kiềm còn có lượng hydro hòa tan với khả năng chống oxy hóa cao, nhờ đó giúp chống lại quá trình oxy hóa diễn ra trong rau xanh, giúp rau tươi hơn và ngon hơn. Hơn nữa, nước ion kiềm là nước sạch tự nhiên mà không hề chứa một loại hóa chất nào. Loại nước này thì có thể làm sạch thực phẩm hiệu quả mà không gây ảnh hưởng đến tác dụng phụ của thực phẩm và đến sức khỏe con người. Trước mặt tôi là ba loại rau củ quả mà mọi người hay dùng, nhất là dưa chuột này, cà chua và rau húng quế. Tôi sẽ dùng một bên sẽ là nước máy và một bên sẽ dùng nước ion kiềm để ngâm rau củ quả. Bên này thì sẽ dùng nước máy. Chúng ta sẽ ngâm khoảng 30 phút. Sau 30 phút thì các bạn sẽ thấy được màu của các loại nước này nó sẽ thay đổi. Bên này tôi sẽ dùng nước kiềm để ngâm. Chúng ta hãy theo dõi sau 3 phút nữa nhé. Sau 30 phút thì quý vị và các bạn có thể thấy cốc nước ở bên cho nước ion kiềm thì sẽ có màu đậm hơn với nước máy. Chúng ta sẽ cùng kiểm chứng nhé. Thứ nhất là cốc dưa chuột. Tiếp theo sẽ là cốc cà chua. Quý vị có thể thấy rõ màu của hai cốc nước. Và cuối cùng là nước và cuối cùng là hai cốc nước của rau húng. Wow, màu quá là xanh. Và như quý vị thấy thì nước ion kiềm thì có khả năng làm giảm đáng kể dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật trên các loại rau củ quả. Rượu bia hấp thụ vào cơ thể nhanh chóng qua đường ruột, chỉ sau 30 phút nạp vào cơ thể, nồng độ cồn trong máu sẽ tăng dần, từ máu cồn sẽ đi vào gan và phần lớn sẽ phân hủy gan. Khi cồn phân hủy tại gan sẽ tạo ra aldehyde, aldehyde tích tụ tại gan sẽ biến đổi thành axit acetic nhờ enzyme ALDH phân hủy và trải qua một phản ứng sẽ tạo ra CO2 và H2O. Phản ứng này được tạo ra khi cồn bị đốt cháy bởi oxy trong máu, gây ra tình trạng thiếu oxy và thừa CO2 trong máu. Và bây giờ mời các bạn cùng mình đến với thí nghiệm để làm rõ khả năng giảm rượu bia của nước ion kiềm nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chuẩn bị hai cốc nước và mình sẽ rót rượu vào hai cốc nước này. Sau đó mình sẽ dùng dung dịch test pH để thử độ axit
kiềm của rượu. Màu này là màu của axit nhá. Một bên thì mình sẽ dùng nước lọc và một bên thì mình sẽ đổ nước ion kiềm. Sau đây thì mình sẽ dùng nước lọc để xem là nước lọc có thể hòa tan được rượu hay không nhá. Và sau đây thì mình sẽ dùng nước kiềm. Wow. Thì quý vị các bạn có thể thấy màu này là màu của axit và màu này là màu của nước kiềm, chứng tỏ nước ion kiềm có thể trung hòa axit và có thể giải rượu bia một cách tốt nhất. Và trên đây là hai trong số các tác dụng tuyệt vời của nước ion kiềm. Để an tâm hơn, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Enterbuy để được đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi tư vấn chi tiết về từng loại máy và cũng như giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Xin chào!